Quý vị và các bạn thân mến, giá vàng trên thị trường vàng thế giới rơi tự do 4 phiên liên tiếp trong tuần trước, mỗi ngày mất hàng chục USD trên ao. Đây cũng là tuần khép lại tháng 2 với mức giảm mạnh nhất trong hơn 4 năm, khiến giới đầu tư tìm cách dịch chuyển dòng vốn để tìm kiếm lợi nhuận mới. Và sau phiên phục hồi ngày hôm qua, tới rạng sáng ngày hôm nay, ngày 2 tháng 3, giá vàng thế giới tiếp tục suy giảm mạnh và hiện tại đang được giao dịch quanh ngưỡng 1.720,86 USD trên ao. Giảm khoảng 13,34 USD trên ao so với lúc mở cửa phiên này và giảm tới 30 USD so với phiên chiều ngày hôm qua, ngày 1 tháng 3 năm 2021. Xin được kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng buổi sáng ngày hôm nay, ngày 2 tháng 3 năm 2021 được phát trên kênh Giá cả thị trường. Ở bản tin này, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn một số thông tin về thị trường giá vàng trong nước cũng như trên thế giới. Phần tiếp theo là bảng giá vàng trong nước được cập nhật mới nhất trong phiên đầu giờ sáng ngày hôm nay. Sau đây là nội dung chi tiết. Quý vị và các bạn thân mến, tại thị trường vàng thế giới, giá vàng thế giới đã giảm 2,7% trong tuần vừa qua và giảm 6,6% trong tháng 2, mức giảm mạnh nhất kể từ tháng 11 năm 2016. Tuy nhiên, trong tuần này, giới phân tích thị trường vẫn dự báo giá vàng còn tiếp tục đi xuống. Trong đó, xu hướng bán tháo có khả năng chưa kết thúc. Theo cuộc khảo sát hàng tuần của Kitco News, đa số các chuyên gia và các nhà phân tích đều không lạc quan về giá vàng tuần đầu tiên của tháng 3 năm 2021. Giá vàng thế giới sẽ khởi động tuần đầu tiên với mức giá từ 1.735,6 cho đến 1.736,6 USD trên ao. Trong phiên mở cửa sáng ngày hôm qua, giá vàng thế giới đảo chiều bật tăng, ghi nhận lúc 10 giờ trưa theo giờ Việt Nam, giá vàng niêm yết ở mức 1.748 cho đến 1.749 USD trên ao, tăng khoảng 12,8 USD so với phiên liền trước. Cho tới khoảng 15 giờ ngày 1 tháng 3, giá vàng thế giới tiếp tục bật tăng mạnh, tăng khoảng 22,30 USD. Lúc này, giá vàng thế giới giao dịch quanh ngưỡng 1.756,50 USD trên ao, hợp đồng vàng giao ngay tăng 1,29%. Tuy nhiên, cho tới thời điểm hiện tại vào rạng sáng ngày hôm nay, giá vàng thế giới suy giảm mạnh, giảm hơn 30 USD so với thời điểm đó. Hiện tại, giá vàng thế giới đang giao dịch quanh ngưỡng 1.720 cho đến 1.721 USD trên một ao. Vậy thì, ở thời điểm này giá vàng sẽ ra sao trong ngắn hạn? Xu hướng của kim loại quý trong ngắn hạn được dự báo khó đảo chiều đi lên trước sức ép của lợi suất trái phiếu Mỹ tăng mạnh, nhu cầu với kim loại quý được dự báo còn giảm mạnh. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Mỹ neo ở gần mức cao nhất trong vòng hơn 1 năm, trong khi chỉ số USD Index cũng tăng. Tính từ đầu năm cho tới nay, lợi suất trái phiếu của Mỹ đã tăng hơn 50 điểm cơ bản. Theo đó, làm hình tượng tài sản chống lạm phát của vàng suy yếu vì nó khiến chi phí cơ hội nắm giữ vàng tăng. Theo nhà phân tích thị trường Raquada của Think Market cho rằng, lợi suất trái phiếu tăng là trở ngại chính đối với giá vàng. Ông cho rằng giá vàng cũng chịu sức ép do giao dịch theo kỳ vọng lạm phát gần đây, khi mà các nhà đầu tư lựa chọn các loại tài sản khác có thể có triển vọng tốt hơn khi tình hình kinh tế cải thiện như hàng hóa, đồng, dầu thô. Trong tuần vừa qua, một loạt yếu tố đều không ủng hộ vàng tăng giá. Đầu tiên có thể kể đến là áp lực trước các số liệu kinh tế khả quan hơn. Bộ Lao động Mỹ đã cho biết có 730.000 người nộp đơn xin hưởng trợ cấp thất nghiệp, tốt hơn dự đoán và cũng thấp hơn so với con số 841.000 người trong tuần trước đó. Bên cạnh đó, Bộ Thương mại Mỹ cũng cho biết đơn đặt hàng mới và các mặt hàng tiêu dùng lâu bền đã tăng 3,4% trong tháng riêng, mức tăng lớn nhất trong 6 tháng. Cũng theo Bộ Thương mại, GDP của nước này đã tăng 4,1% trong quý 4 năm 2020 so với cùng kỳ năm trước, cao hơn dự đoán là 4%. Trong khi đó, thị trường phản ánh tâm lý của các nhà đầu tư khi lượng vàng do SPDR Gold chốt, quỹ giao dịch vàng lớn nhất thế giới đã nắm giữ giảm 0,6% trong phiên ngày 25 tháng 2, số mức thấp nhất kể từ tháng 5 năm 2020. Bên cạnh đó, bình luận của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed về việc ngân hàng này không quan ngại đến lợi suất trái phiếu ngày càng tăng đã làm gia tăng sức ép lên vàng. Trong phiên điều trần trước Quốc hội, Chủ tịch Fed Jerome Powell nhắc lại rằng lãi suất của Mỹ sẽ duy trì ở mức thấp và Fed sẽ tiếp tục mua vào trái phiếu để hỗ trợ cho nền kinh tế Mỹ. Ông Powell cũng cho biết chính sách tiền tệ vẫn cần phải thích ứng vì sự phục hồi của nền kinh tế không đồng đều và còn lâu mới có thể hoàn toàn khôi phục. Những phát biểu này đã phần nào kìm hãm đà giảm của giá vàng trong tuần vừa qua, cũng không thể cản vàng rớt xuống đáy 8 tháng và đánh dấu tháng tồi tệ nhất kể từ tháng 11 năm 2016, bởi lạm phát tăng cao không chỉ hỗ trợ cho giá vàng mà còn đẩy lợi suất trái phiếu tăng lên, do đó làm tăng chi phí cơ hội giữ tài sản không sinh lời như vàng.
Theo các nhà phân tích, giá vàng được kỳ vọng vào mức hỗ trợ kỹ thuật lớn tiếp theo khi rơi xuống mức giá 1.700 USD. Tuy nhiên, điều này còn phụ thuộc rất lớn vào khả năng ghim giữ đà bán tháo vàng đang có chiều hướng gia tăng. Theo giám đốc khối ngoại hối toàn cầu Banobun, Mark Chandler cho biết đà tăng của vàng đã thất bại trong tuần vừa qua khi xu hướng giảm đã kéo dài gần 20 ngày nếu giá vàng không kịp tăng trở lại. Nhiều khả năng, mức giá còn có thể bị thị trường kéo xuống sát mốc 1.690 USD trên ao. Tuy nhiên, khi giá vàng bắt đáy sẽ tạo điều kiện cho việc gia tăng, mua tích lũy, khi đó giá vàng sẽ có cơ hội lội ngược dòng, vị này nêu quan điểm. Còn theo chuyên gia Lawada của Think Market cho rằng, triển vọng giá vàng có phần ảm đạm, nhưng chỉ cần lợi suất trái phiếu dừng tăng, giá kim loại quý này có thể phục hồi. Ông nói, nếu số liệu kinh tế sắp tới không cho thấy một sự phục hồi kinh tế mạnh mẽ, lợi suất có thể giảm và điều này sẽ lại hỗ trợ cho giá vàng. Quý vị và các bạn thân mến, trên đây là một số thông tin của thị trường vàng trên thế giới. Thế còn giá vàng tại trường vàng trong nước diễn biến như thế nào? Sau đây Kỳ kính mời quý vị và các bạn cùng bước sang một số thông tin của thị trường vàng trong nước. Quý vị và các bạn thân mến, giá vàng SJC chốt phiên giao dịch ngày hôm qua ngày 1 tháng 3 bắt đầu quay đầu giảm trở lại trong khoảng từ 50.000 cho đến 100.000 đồng trên lượng tại hầu hết các hệ thống kinh doanh. Cụ thể, với công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, giá vàng trong nước ở cả hai chiều mua vào và bán ra đồng loạt giảm nhẹ 50.000 đồng trên lượng so với giá đầu phiên sáng. Tập đoàn Doji và Phú Quý, giá vàng SJC cuối phiên cũng điều chỉnh giảm 100.000 đồng trên lượng ở chiều mua và giữ nguyên giá chiều bán không thay đổi. Tại hệ thống PNG, giá vàng cũng biến động theo xu hướng giảm của thị trường. Theo đó, ghi nhận giá vàng SJC ở cả hai chiều mua vào và bán ra cùng giảm 100.000 đồng trên lượng. Cùng với thời điểm này, tại Bảo Tín Minh Châu, trong khi giá vàng SJC ở chiều mua tiếp tục tăng 60.000 đồng trên lượng, thì đà tăng ở chiều bán đã chững lại so với phiên giao dịch trước đó. Để quý vị và các bạn nắm rõ hơn về thị trường vàng trong nước, sau đây kính mời quý vị và các bạn cùng bước vào bảng giá vàng chi tiết được cập nhật mới nhất trong phiên đầu giờ sáng ngày hôm nay, sáng ngày 2 tháng 3 năm 2021. Đầu tiên là giá vàng SJC tại các tổ chức lớn. SJC Hồ Chí Minh từ 1 đến 10 lượng, mua vào 5.585.000, bán ra 5.625.000. SJC Hà Nội mua vào 5.585.000, bán ra 5.627.000. Doji Hồ Chí Minh mua vào 5.575.000, bán ra 5.625.000. Doji Hà Nội mua vào 5.575.000, bán ra 5.625.000. Pinji Hồ Chí Minh và Pinji Hà Nội chiếm vào 5.570.000, bán ra 5.620.000. Tại Phú Quý SJC chiều vào 5.595.000, bán ra 5.630.000. Mi Hồng mua vào 5.595.000, bán ra 5.620.000. Tiếp theo là giá vàng ở một số ngân hàng. Đầu tiên là ngân hàng Exim Bank mua vào 5.594.000, bán ra 5.614.000. Ngân hàng ACB chiều vào 5.590.000, bán ra 5.625.000. Một số giá vàng còn lại tại các ngân hàng, quý vị và các bạn vui lòng tham khảo thêm ở bảng giá. Tiếp theo là giá vàng SJC ở một số tỉnh thành phố. Đầu tiên là SJC Đà Nẵng chiều vào 5.585.000, bán ra 5.627.000. SJC Nha Trang mua vào 5.585.000, bán ra 5.627.000. SJC Cà Mau mua vào 5.585.000, bán ra 5.627.000. SJC Bình Phước mua vào 5.583.000, bán ra 5.627.000. SJC Huế mua vào 5.582.000, bán ra 5.628.000. SJC Biên Hòa mua vào 5.585.000, bán ra 5.625.000. SJC Miền Tây mua vào 5.585.000, bán ra 5.625.000. SJC Quảng Ngãi mua vào 5.585.000, bán ra 5.625.000. SJC Long Xuyên chiều mua vào 5.587.000, bán ra 5.630.000. Tiếp theo là giá vàng bốn số 9 và vàng nữ trang SJC. Đầu tiên là nhân bốn số 9 từ 1 cho đến 5 chỉ, chiếm vào 5.330.000, bán ra 5.385.000. Vàng bốn số 9 mua vào 5.295.000, bán ra 5.365.000. Vàng 24K mua vào 5.211.9, bán ra 5.311.9. Vàng 18K mua vào 3.839.2, bán ra 4.039.2. Một số giá vàng còn lại quý vị và các bạn vui lòng tham khảo thêm ở bảng giá. Quý vị và các bạn thân mến, mọi thông tin giá vàng trong nước cũng như trên thế giới sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những bản tin tiếp theo. Quý vị và các bạn hãy đăng ký kênh cũng như là tích vào quả chuông ngay bên cạnh để không bỏ lỡ những bản tin mới nhất. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.